Ngày 7 tháng 7, Lầu Năm Góc công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 800 triệu đô la cho Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố số vũ khí cùng thiết bị chuẩn bị viện trợ rất cần thiết cho việc củng cố lực lượng Ukraine ngoài chiến trường, giúp họ tái chiếm lãnh thổ. Trong gói viện trợ bổ sung hơn 800 triệu đô la, Mỹ sẽ lần đầu tiên chuyển cho Ukraine đạn pháo 155 ly phân mảnh DPICM có khả năng gây sát thương lớn. DPICM là thuật ngữ chỉ chung nhiều loại đạn pháo và rocket mang đạn con với thiết kế tương đồng nhau. Phần lớn loại đạn này được chế tạo trong thập niên 1970-1990, gồm các loại đạn pháo cỡ 105, 155 và 203 ly, cũng như rocket 227 ly cùng tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS phóng từ pháo phản lực M270 và M142. DPICM được phát triển từ dòng đạn thông thường cải tiến. Về tính năng, DPICM có thể đối phó với cả xe thiết giáp và khí tài bình thường. Tuy nhiên, mục tiêu chính của đạn chùm vẫn là bộ binh. Mỗi quả đạn con của loại đạn này được trang bị một đầu nổ lõm xuyên giáp, bao quanh là phần vỏ kim loại có thể vỡ vụn thành nhiều mảnh và bắn ra xung quanh với tốc độ cực cao khi đầu đạn chính phát nổ. Đạn mẹ DPICM thường phóng ra loạt đạn con ở vị trí đã được cài đặt từ trước trên đường bay. Đạn con có kích thước khối lượng tương đồng với lựu đạn bộ binh và không có thiết bị dẫn đường. Chúng được gắn đuôi hãm bằng vải để ổn định quỹ đạo sau khi tách khỏi đạn chính. DPICM có khả năng sát thương trên diện rộng tùy thuộc từng phiên bản. Một rocket M26 cỡ 227 ly phóng từ hệ thống HIMARS có thể chứa 644 quả đạn con M77 và phát tán chúng trên vòng tròn bán kính 200m. Đối với quân đội Ukraine, các hệ thống pháo binh nước này được phương Tây viện trợ hoàn toàn có thể triển khai đạn DPICM, ví dụ như pháo phản lực M142 và M270, cũng như một loạt pháo M155 ly và 105 ly tiêu chuẩn NATO có thể bắn các loại đạn chùm DPICM khác nhau. Trong trường hợp của đạn chùm 155 ly, quân đội Mỹ hiện có đạn M483A1 và M864 có thể mang theo các loại đạn con M42, M46 với tầm bắn lần lượt từ 17 tới 30 km. Mỗi quả đạn M864 có thể mang theo 48 đạn con M42 hoặc 24 đạn M46. Trong một tuyên bố gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Rynnikov đánh giá đạn chùm mà Mỹ viện trợ có thể giúp đẩy nhanh quá trình giành lại khu vực Nga đang kiểm soát. Ông Rynnikov cũng cam kết sẽ không nã đạn chùm vào lãnh thổ nước Nga được quốc tế công nhận. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine còn cam kết bom chùm sẽ được sử dụng để xuyên thủng các tuyến phòng thủ của đối phương, chứ không phải ở các khu vực đô thị. Giới chuyên gia phương Tây nhận định DPICM có thể giúp Ukraine đối phó hiệu quả hơn với mạng lưới hầm hào và bãi mìn dày đặc của Nga. Điều này vốn đang gây thiệt hại nặng nề và cản bước chiến dịch phản công được chờ đợi từ lâu của Kiev. Chuyên gia quân sự Joseph Trevithick cho biết, hầm hào là phương án đối phó hiệu quả với đạn nổ mảnh thông thường của pháo binh, buộc phe tấn công phải dùng lượng lớn đạn pháo để bắn phá mà khó có thể thu được hiệu quả cao. Ngược lại, đạn chùm có thể bao phủ diện tích rộng trong thời gian ngắn, sử dụng tổng số đạn ít hơn nhiều. Các đạn con cũng có thể rơi thẳng xuống chiến hào và gây thương vong nặng cho bộ binh phòng thủ. Điều này đặc biệt có lợi cho Kiev trong bối cảnh Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Đại tướng Valery Zaluzhny, ngày 1 tháng 7 thừa nhận nguồn cung hạn chế khiến hỏa lực pháo binh Ukraine trong chiến dịch phản công chỉ tương đương 10% của quân đội Nga. Chuyên gia Trevithick phân tích, một quả đạn DPICM có thể đạt hiệu quả tác chiến tương đương hoặc thậm chí vượt trội so với 5 quả đạn rocket thông thường. Điều quan trọng là số đạn DPICM trong kho dự trữ của Mỹ đang rất dồi dào. Mỹ sở hữu gần 3 triệu quả đạn loại này, phần lớn nằm tại nội địa và các căn cứ ở châu Âu. Tuy nhiên, loại đạn này gây nhiều tranh cãi bởi những quả đạn con không phát nổ, có thể phát tán vương vãi trên diện tích rộng và đe dọa dân thường sau khi xung đột kết thúc, không khác gì mìn bộ binh. Các loại bom, đạn chùm được sử dụng từ Chiến tranh Thế giới thứ hai đã gây thương vong cho hàng chục nghìn thường dân trên khắp thế giới. Theo Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, một số bom chùm và đạn chùm có tỷ lệ chưa phát nổ cao sau khi khai hỏa, lên tới 40% trong một số trường hợp. Chúng có thể tồn tại hàng chục năm trên mặt đất và sẵn sàng phát nổ bất kỳ lúc nào. Điều này khiến nguy cơ dân thường bị ảnh hưởng bởi bom, đạn chùm là rất lớn. Để trấn an dư luận, Lầu Năm Góc cho biết đạn chùm được chuyển giao cho Ukraine sẽ là đạn mới nhất và có tỷ lệ lỗi không phát nổ sau khi bắn dưới 2,35%.
Đây là con số được quân đội Mỹ đánh giá là lý tưởng vì các loại đạn trùm tương tự của Nga có tỷ lệ lỗi từ 30 đến 40%. Dù vậy, các chuyên gia quân sự nhận định DPICM không phải là viên đạn bạc bởi không có gì đảm bảo chúng có thể phá vỡ phòng tuyến được người Nga xây dựng trong suốt 6 tháng qua. Ở một khía cạnh khác, DPICM có thể chỉ là một sự bổ sung tạm thời cho kho đạn pháo đang dần cạn kiệt của Ukraine. Điều này giúp các đồng minh phương Tây có thời gian để sản xuất đạn mới. Quyết định này nhanh chóng bị các tổ chức nhân đạo, nhân quyền quốc tế phản đối với lý do bom chùm đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng dân thường, thậm chí rất lâu sau khi xung đột kết thúc. Các nước Anh, Canada và Tây Ban Nha cũng bày tỏ quan ngại đối với việc sử dụng vũ khí sát thương nguy hiểm này. Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Roberts khẳng định nước này có cam kết chắc chắn về việc sẽ không gửi một số loại vũ khí và bom nhất định tới Ukraine. Trong khi đó, chính phủ Canada đặc biệt lo ngại về tác động tiềm ẩn của những quả bom con được giải phóng ra khỏi bom mẹ và chưa nổ sau khi rơi xuống mặt đất, đặc biệt là đối với trẻ em. Đáp lại hành động của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, ngày 8 tháng 7, Bộ Ngoại giao Nga ra thông cáo cho rằng quyết định cung cấp bom, đạn chùm của Mỹ cho Ukraine là một hành động có chủ đích kéo dài cuộc xung đột Ukraine. Hãng thông tấn TASS dẫn lời bà Maria Zakharova, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, quyết định của chính quyền Mỹ tiếp tục cho thấy đường lối chống Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Bà cũng cho biết Nga xem những cam kết về việc sử dụng bom chùm một cách có trách nhiệm của chính quyền Ukraine là không đáng tin cậy. Đối với Mỹ, có hai lý do chính để Washington hành động bất chấp việc gửi bom chùm sang Ukraine. Thứ nhất, bom chùm phù hợp với hệ thống lựu pháo 155 ly đóng vai trò then chốt trên chiến trường Ukraine lâu nay. Một quả lựu pháo 155 ly có thể tấn công các mục tiêu xa từ 24 tới 32 km và Ukraine bắn vài ngàn quả đạn mỗi ngày. Thứ hai, kho lựu pháo 155 ly đã tiêu hao đáng kể từ khi xung đột Nga-Ukraine kéo dài sang tháng thứ 17. Ukraine đang tiêu thụ đạn nhanh hơn năng lực sản xuất của cả Mỹ lẫn NATO. Nói cách khác, kho đạn của Mỹ và đồng minh đang cạn vì Ukraine và Tổng thống Mỹ Biden lập luận bom chùm là giải pháp tạm thời của Mỹ cho đến khi Washington và các nước đạt được tốc độ sản xuất mong muốn. Hiện Mỹ còn tồn kho khoảng 3 triệu quả bom chùm có thể sử dụng ngay. Hiện nay trên thế giới, có 110 nước tham gia công ước và 13 nước đã ký nhưng chưa phê chuẩn hiệp ước cam kết không sản xuất, tàng trữ hay sử dụng bom chùm. Tuy nhiên, Nga, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và cả Ukraine đều chưa ký hiệp ước. Tỷ lệ tham gia công ước ở châu Á, Trung Đông, Bắc Phi, Đông Âu đều thấp. Bất chấp hiệp ước này, số lượng nạn nhân của bom chùm vẫn tăng lên đáng kể, đặc biệt trong vài năm trở lại đây. Do vũ khí này ngày càng được dùng nhiều cũng như do công tác thống kê đã cải thiện hơn trước. Năm 2020, một nửa số thương vong bởi bom chùm được ghi nhận ở Syria, nơi chúng được sử dụng từ năm 2012. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch cáo buộc Nga sử dụng rộng rãi bom chùm ở Ukraine gây ra nhiều thương vong và gây ra nhiều tổn thất nghiêm trọng khác. Phía Ukraine cũng dùng đến bom chùm. Và theo tổ chức này, viện trợ vũ khí như vậy cho Kiev chắc chắn sẽ gây ra đau khổ lâu dài cho thường dân, đồng thời làm suy yếu sự phản đối quốc tế đối với việc sử dụng chúng. Một số chuyên gia quân sự tin rằng bom chùm có thể giúp Ukraine phản công lực lượng Nga thành công. Các tổ chức quốc tế xác định hiện có 16 quốc gia sản xuất bom chùm như Brazil, Trung Quốc, Ai Cập, Hy Lạp, Ấn Độ, Iran, Israel, Triều Tiên, Pakistan, Ba Lan, Rumani, Nga, Singapore, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. Trước thông tin Lầu Năm Góc viện trợ bom chùm cho Ukraine, Giám đốc Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí Mỹ Darren Kimball lên tiếng phản đối. Cung cấp chúng sẽ làm căng thẳng leo thang, phản tác dụng và chỉ khiến dân thường mắc kẹt trong vùng chiến sự, cũng như những người quay về quê hương sau này chịu thêm nhiều nguy hiểm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.